Bây giờ chúng ta học bài thứ 12, sở thích. Hiện tại chúng ta học bài thứ 12, sở thích. Các câu thường dùng. Thường dùng ngữ句. Sở thích anh là gì? Sở thích anh là gì? Mỗi người có một sở thích. Mỗi người có một sở thích. Chị có thích nhạc nhẹ không? Chị có thích nhạc nhẹ không? Em thích nhạc cổ điển hơn. Em thích nhạc cổ điển hơn. Buổi tối anh thường có sinh hoạt gì giải trí không? Buổi tối anh thường có sinh hoạt gì giải trí không? Tôi ngày nào cũng phải đọc báo. Tôi ngày nào cũng phải đọc báo. Không được, như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Không được, như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Cuối tuần các bạn có hay đi nhà hàng không? Cuối tuần các bạn có hay đi nhà hàng không? Ôi, làm gì ra có tiền? Ôi, làm gì ra có tiền? Làm việc căng thẳng cũng phải có nghỉ ngơi giải trí. Làm việc căng thẳng cũng phải có nghỉ ngơi giải trí. Hội thoại tình huống. Tráng cảnh hội họa. Em có thích nhạc nhẹ không? Bình thường, em thích nhạc cổ điển hơn. Em có thể nghe nhạc cổ điển cả ngày cũng không chán. Còn chị? Mình thích nhạc nhẹ, nhưng có lẽ thích nhất là dân ca. Em cũng rất thích dân ca của Việt Nam. Khi nào chị dạy cho em hát một vài bài dân ca Việt Nam nhá? Hình như em đã thuộc bài Chỉ có em trong lòng. Nhưng em quên mất rồi. Chị dạy lại cho em và chị dạy thêm cho em vài bài nữa. Bài nào ngắn ngắn ấy. Buổi tối các bạn thường có sinh hoạt gì giải trí không? Nói thế nào nhỉ? Chúng tôi mỗi người một nhu cầu, một nếp sống. Như tôi đây, thường ngày nào cũng phải đọc báo. Còn tôi thường nghe nhạc hòa xem vô tuyến. Tôi lại thích tụ tập chuyện trò. Ôi, cứ ngồi với nhau thì biết bao là chuyện trên trời dưới bể, chuyện Đông Tây Nam Bắc không bao giờ hết được. Từ mới. Sinh từ. Sở thích. Sở thích. Nhạc. Nhạc. Nhẹ. Nhẹ. Cổ điển. Cổ điển. Sinh hoạt. Sinh hoạt. Giải trí. Giải trí. Ảnh hưởng. Ảnh hưởng. Cuối. Cuối. Tiền. Tiền. Căng thẳng. Căng thẳng. Chán. Chán. Dân ca. Dân ca. Vài. Vài. Hình như. Hình như. Thuộc. Thuộc. Chỉ. Chỉ. Thêm. Thêm. Ngắn. Ngắn. 在这里我们稍微说明一下, 在文章中出现的是 ngắn ngắn, 那是"ngắn"的一种重复的叠音的形式, 表示的是短短的, 这样的一种意思. Nhu cầu. Nhu cầu. Nếp. Nếp. Sống. Sống. Vô tuyến. Vô tuyến. Tụ tập. Tụ tập. Chuyện trò. Chuyện trò. Trên trời dưới bể. Trên trời dưới bể. Trên. Trên. Trời. Trời. Dưới. Dưới. Bể. Bể. Tây. Tây. Nam. Nam. Luyện tập kiểu câu. 句型练习. Sở thích anh là gì? Sở thích anh là gì? Sở thích chị là gì? Sở thích chị là gì?
Sở thích em là gì? Sở thích em là gì? Sở thích bạn là gì? Sở thích bạn là gì? Tôi á, chỉ thích xem vô tuyến thôi. Tôi á, chỉ thích xem vô tuyến thôi. Tôi á, chỉ thích nghe nhạc nhẹ thôi. Tôi á, chỉ thích nghe nhạc nhẹ thôi. Tôi á, chỉ thích chơi bài thôi. Tôi á, chỉ thích chơi bài thôi. Tôi á, chỉ thích bóng đá thôi. Tôi á, chỉ thích bóng đá thôi. Chúng ta vừa học xong bài thứ 12, sở thích. 我们学完了第十二课，爱好。